Bình quân mỗi ngày, Việt Nam có hơn 400 ca ung thư mới, trong đó hơn 1/3 là nạn nhân của ăn uống và thực phẩm. Trước thực trạng người Việt đang tự đầu độc lẫn nhau, lãnh đạo chính phủ trong phiên họp tháng 3 vừa qua cũng khẳng định đã đến lúc cả xã hội phải tuyên chiến với thực phẩm bẩn. Bây giờ phải khắc phục tình trạng là cứ không làm được cái gì thì hoặc là đổ cho nhau, hoặc nói là không phối hợp được, hoặc là do vấn đề liên ngành. Thứ hai, tôi cho rằng quan trọng là mình phải vận động toàn xã hội và phải thấy là mình đây là không chỉ là chấp hành pháp luật mà là vấn đề đạo đức, để mình không có vì mình hại người và đấu tranh với những người mà ích kỷ hại nhân, hại người. Thì chúng tôi đã chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam là cần có chuyên mục và chương trình riêng về cái này. Đáp ứng yêu cầu bức thiết của xã hội, Đài Truyền hình Việt Nam hôm nay đã tổ chức họp báo ra mắt chương trình Nói không với thực phẩm bẩn, phát sóng từ ngày 1 tháng 4 này. Chúng ta sẽ cùng nhau tuyên chiến với lại nạn thực phẩm bẩn để mà chúng ta thay đổi cái nhận thức, để cho cái giống nòi của chúng ta, sức khỏe của người Việt Nam sẽ được bảo vệ, và chúng ta sẽ chấm dứt nói không với lại thực phẩm bẩn. Đấy là tiêu chí và cũng là cái mục tiêu của Đài Truyền hình Việt Nam. Nói không với thực phẩm bẩn sẽ bao gồm các phóng sự điều tra, phanh phui các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm độc hại, đấu tranh với những bất cập trong việc quản lý, kiểm soát thực phẩm. Bên cạnh đó sẽ tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của người tiêu dùng liên quan đến các vấn đề về thực phẩm, hướng tới cung cấp những địa chỉ cơ sở sản xuất sạch, an toàn. Để thực hiện được những mục tiêu này, thì sự tham gia phối hợp chặt chẽ và chủ động của các lãnh đạo thành phố, bộ ban ngành là điều kiện tiên quyết. Trong cái bối cảnh của phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam như hiện nay, thì đây cũng không chỉ còn là cái vấn đề của Việt Nam, mà đây còn là hình ảnh, là uy tín, là vị thế của chúng ta, là một quốc gia có trách nhiệm. Thay mặt cho Bộ Công Thương, chúng tôi xin hoan nghênh và cam kết sự đồng hành, sự chia sẻ và cũng như ý thức trách nhiệm ở mức độ cao nhất để đảm bảo hoàn thành những trách nhiệm của nhà nước. Thành phố sẽ tiến hành nghiên cứu, thành lập thí điểm cơ quan quản lý chuyên ngành về an toàn thực phẩm có đủ năng lực, quyền hạn để quản lý và kiểm soát chặt an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, nuôi trồng, phân phối đến tay người tiêu dùng. Những chữ ký này gồm cả của nhà quản lý, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông. Chúng không chỉ là một nghi thức của buổi lễ, mà còn là một lời cam kết cho một cuộc chiến quyết liệt và lâu dài với thực phẩm bẩn. Nội dung tiếp theo trong chương trình thời sự.